Bà con đang theo dõi bản tin thị trường phân bón và lúa gạo. Bản tin được phát sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube và trang fanpage của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Kính mời quý bà con đăng ký kênh và theo dõi. Thưa bà con, sau khi phân ure và DAP giảm giá, thì trong phiên giao dịch hôm nay giá phân lân lại bất ngờ giảm mạnh, gần 30.000 đồng trên một bao. Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì ổn định, hiện nguồn cung lúa tươi nhiều hơn, giá vững. Sau đây là thông tin chi tiết. Mở đầu là thông tin về thị trường phân bón. Thưa bà con, khi các điều chỉnh về thuế nhập khẩu và cân đối nguồn nguyên liệu thì hôm nay giá phân bón tiếp tục giảm mạnh. Giảm nhiều nhất đó là giá phân lân các loại với mức giảm gần 30.000 đồng trên một bao. Cụ thể, cập nhật tại Long An và Đồng Tháp, mời bà con cùng theo dõi. Phân lân Văn Điển giá từ 250.000 đồng đến 260.000 đồng một bao. Phân lân Lâm Thao giá từ 250.000 đồng đến 270.000 đồng một bao. Tuy nhiên thì ngoài thị trường có thể chênh lệch tùy theo từng địa phương và đại lý bán. Tiếp theo là giá bán lẻ phân ure sau khi giảm khoảng 50.000 đồng trên một bao vào phiên giao dịch trước, hôm nay thì giá bán đã chỉnh lại. Cụ thể, giá phân ure ngày hôm nay 11 tháng 6 được cập nhật từ nguồn trang thị trường phân bón.com tại thị trường tỉnh An Giang và Kiên Giang. Phân ure đầu trâu giá 840.000 đồng đến 850.000 đồng một bao. Ure Phú Mỹ giá 820.000 đồng đến 830.000 đồng một bao. Phân ure Cà Mau giá 820.000 đồng đến 840.000 đồng một bao. Trong khi đó thì giá phân DAP cập nhật nhanh tại thị trường Đồng Tháp giá cũng ổn định trở lại. Chi tiết như sau. DAP Hồng Hà giá 1.320.000 đồng đến 1.360.000 đồng một bao. DAP Đình Vũ giá 1.100.000 đồng đến 1.130.000 đồng một bao. DAP Hàn Quốc Đen giá 1.300.000 đồng đến 1.400.000 đồng một bao. Còn đối với phân NPK 20-20-15 cập nhật tại Hậu Giang giá giảm nhẹ từ 5 cho tới 10.000 đồng một bao. Chi tiết như sau. NPK 20-20-15 ba con cò giá từ 1.180.000 đồng đến 1.200.000 đồng một bao. NPK 20-20-15 Bình Điền giá từ 1.010.000 đồng đến 1.070.000 đồng một bao. Phân NPK 20-20-15 Đầu Trâu giá từ 1.020.000 đồng đến 1.040.000 đồng một bao. Riêng đối với phân NPK 16-16-8, giá bán lẻ tại thị trường hôm nay đã bình ổn trở lại sau khi giảm vào tuần trước. Chi tiết cập nhật tại tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Phân NPK 16-16-8 Cà Mau giá từ 820.000 đồng đến 850.000 đồng một bao. NPK 16-16-8 Bình Điền giá từ 780.000 đồng đến 800.000 đồng một bao. Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật giá từ 820.000 đồng đến 840.000 đồng một bao. Như vậy, nhìn chung giá phân bón các loại ngày hôm nay tùy theo từng địa phương và đại lý bán nhưng đều giảm, dự báo giá sẽ giữ ổn định đến hết tháng và khó có sự đột biến. Tiếp theo là thông tin về thị trường lúa gạo. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long không có biến động nhiều, giá thu mua lúa tươi tiếp tục đi ngang. Theo đó, tại thị trường An Giang, Kiên Giang, giá lúa được thu mua cụ thể như sau. Lúa IR50404 giá 5.400 đồng đến 5.600 đồng trên 1 kg. Lúa Đài Thông 8 giá 5.700 đồng đến 5.850 đồng trên 1 kg. Lúa OM18 giá 5.800 đồng đến 5.900 đồng trên 1 kg. Trong khi đó thì tại tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long, giá lúa tiếp tục đi ngang. Cụ thể, lúa OM5451 giá 5.600 đồng đến 5.700 đồng trên 1 kg. Lúa Nàng Hoa giá 5.600 đồng đến 5.900 đồng trên 1 kg. Lúa OM380 giá 5.600 đồng đến 5.800 đồng trên 1 kg. Còn tại khu vực Long An, giá lúa tươi được thương lái thu mua tại ruộng cũng chững lại, cụ thể như sau. Lúa ST24 giá 7.300 đồng đến 7.550 đồng trên 1 kg. Nếp Long An giá 7.650 đồng trên 1 kg. Lúa Jasmine giá 5.600 đồng đến 5.700 đồng trên 1 kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu thành phẩm đi ngang. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR50404 là 8.100 đồng đến 8.200 đồng trên 1 kg. Còn đối với gạo thành phẩm IR50404 là 8.700 đồng đến 8.800 đồng trên 1 kg. Hiện tại, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhu cầu mua lúa khô chậm lại so với tuần trước do nhu cầu cung lúa tươi nhiều hơn, lúa khô giảm nhẹ. Dự báo từ đây đến cuối tháng 6 thì giá lúa tươi sẽ tăng trở lại. Thưa bà con, thông tin thị trường lúa gạo và phân bón do công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông cập nhật. Thông tin được cập nhật từ nguồn trang điện tử báo công thương và thị trường phân bón.com. Mến chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo. Phú Nông mang đến sự khác biệt.